cám viên tự làm và cám viên công nghiệp, đâu là loại cám tốt nhất? Thưa bà con, cám viên là thức ăn tổng hợp với đa dạng nguyên liệu được nén chắc và chặt trong một viên cám. Từ đó khi ăn, vật nuôi sẽ dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ và sẽ lớn nhanh hơn. Nhưng những bà con mới chăn nuôi vẫn còn đang đắn đo lựa chọn giữa cám viên tự làm và cám đóng bao có sẵn. Vậy thì đâu là phương án tốt nhất? Thì xin mời bà con hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, cám đóng bao có ưu điểm là tiện lợi và có sẵn cho ăn nhanh, không tốn chi phí và thời gian tự làm, chỉ cho ăn theo đúng thành phần dinh dưỡng in trên bao cám. Nhưng liệu những thành phần đó có đảm bảo an toàn hay không? Và với tình trạng giá cám ngày một tăng cao thì liệu đây có phải là phương pháp tốt nhất? Thứ hai là cám viên tự làm sẽ giúp bà con chủ động hơn về các công thức cũng như là kiểm soát nghiêm ngặt từ những nguyên liệu đầu vào. Ví dụ thực tế nhất, khi sử dụng máy ép cám viên S160, bạn có thể ép và tận dụng đa dạng các nguyên liệu từ các loại hạt như ngô, thóc, đỗ kết hợp cùng rau cỏ, cua, cá tép nhỏ để trộn cùng với bột cám. Việc tận dụng đa dạng các loại nguyên liệu có sẵn, nguyên liệu giá thành rẻ sẽ giúp đầu ra chi phí cám viên của chúng ta có giá thành rẻ hơn. Không những vậy, bà con có thể phối trộn đa dạng các công thức khác nhau để phù hợp với từng loại vật nuôi. Tỷ lệ phối trộn độ ẩm sẽ dao động từ 20 đến 25% với bất cứ loại nguyên liệu nào. Thiết kế nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian vận hành. Kéo tải mạnh mẽ từ động cơ 3 đến 3,5 kWh đồng, cùng dòng điện dân dụng 220V nên bà con có thể dễ dàng ép hơn 150kg cám viên trong 1 giờ. Cho gà ăn, cho lợn ăn, cho bò ăn đều ngon lành, từ đó tiết kiệm chi phí bằng cách tự mình vận hành và chăn nuôi, hỗ trợ tối ưu nhất dành cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Và bà con thấy đó, hệ thống nghiền ép 3 quả lô Tân Tiến có thể hỗ trợ nghiền ngô hạt hay cá thành viên cám mà không cần phải xay nhỏ trước. Vậy bà con thấy sao về phương pháp này ạ? Cho ăn cám viên công nghiệp hoặc cho ăn cám viên tự làm, hay thậm chí là kết hợp cả hai để vừa tiết kiệm chi phí và giảm giá thành cám viên? Ngoài chiếc máy ép cám viên S160 để năng suất hộ gia đình thì bình quân còn có rất nhiều các dòng máy ép cám viên cho năng suất lớn nhỏ khác nhau. Bà con muốn chọn loại máy phù hợp và cần tư vấn thì cứ liên hệ với em Ngân qua số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình. Bình Quân Group hân hạnh đồng hành cùng nhà nông phát triển.